Tôi giúp em xin giới thiệu với các anh công tắc thông minh của Tuya Smart Life mà sử dụng pin dự phòng cũng có thể nuôi được công tắc này. Có chế độ nhấp nhả, bật lên sau một giây tự tắt. Có thể điều khiển bằng remote hoặc công tắc ấn tượng, 433 đều được. Ứng dụng của nó thì sử dụng làm công tắc đóng mở cổng tự động hoặc là đóng mở khóa từ hoặc là để nuôi bơm nước 12V, 24V hoặc là dẫn điện 220V đều được. Vì nó có cổng COM, CNU này. Và sau đây này em sẽ tiến hành hướng dẫn các anh cài đặt cái chế độ gọi là chế độ nhấn nhả. Nhấn nhả thì nó các anh vào ví dụ muốn cài đặt cái Zone 2 này ở chế độ nhấn nhả này. Hiện tại là nhấn giữ ở phần tham này nhé, anh chọn Zone 2 này, chọn giữ kinh này. Sau này muốn giữ bao nhiêu giây thì nhấn nhả ra. Đấy. Thì là anh ấn ra cái kinh lên, sau đó là ra ngoài. Đấy. Ấn phát tự nó nhả ra. Còn app remote thì ấn vào app giải app này, xong rồi mình ấn app xong mình ấn trên tay khiển. Đấy, nhưng khiển cái này em add rồi thì nó không có nữa rồi. Xong mình chọn sau khi add rồi thì nó sẽ ra ví dụ công tắc vuông này chẳng hạn. Thì các anh chọn vào Zone 1 khiến khiển thì Zone 1 làm gì, Zone 2 làm gì, Zone 4 làm gì. Zone 1 hiện tại là ví dụ em để speed mic hết, có nghĩa là bật tắt hết, cùng bật cùng tắt hết. Còn nếu mà các anh muốn chỉ bật hoặc chỉ tắt trên một Zone 2 thôi thì anh cài từng cái Zone 1 đấy, ít nhất là không cài gì. Ở lâu là đóng, open là mở, speed mic là vừa bật xong rồi vừa tắt, ấn nút này bật xong ấn nút là nữa là tắt. Đấy.